À vậy là bây giờ phải cắm cái ống này vô đây. Vậy bây giờ mình nói là mình bịt đây nói mới được. Vậy chú điều trị bao lâu nữa thì mới xong? Còn quá ngày còn lâu. Còn phải chỉ ngày là mổ nữa. À còn mổ cái bướu đó nữa. Dạ. Cái này bây giờ mình nói là nó xì ra đây. À dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú. À, thưa cô bác anh chị thì đây bà con đang đợi ở đây để chuẩn bị lát xíu sẽ có mạnh thường quân ra thì họ sẽ phát cơm. Thì hôm nay gia đình anh Thế ở bên quận 8 sẽ tài trợ cho cái phần cơm này. Nay còn có thêm một gói mì nữa, một tô mì ly nữa. Đây, vậy chú điều trị được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Một năm, dạ. Đây chú trực tiếp là bệnh nhân luôn rồi các bạn. Thì cũng có những người là bệnh nhân, còn cũng có những người này là người nuôi bệnh. À, họ sẽ đi qua, họ sẽ xếp hàng ở đây để họ nhận những cái phần cơm này. Và còn xếp hàng rất dài nha các bạn. Thưa cô bác anh chị thì hôm nay có một mạnh thường quân sẽ phát tâm từ thiện là phát 350 phần và trực tiếp phát tại quán của cô Tư. Bây giờ cô Tư đang làm những cái phần cơm này để chia đây. Đây cô Tư một ngày rất là vất vả vì sau cái buổi ngày hôm nay đó thì Tuấn Dương lại về Hà Nội. Nên là hôm nay vừa phát cơm xong thì lát xíu sẽ phát 100 cái phần quà của đoàn bác sĩ Lửa Yêu Thương. Đây những cái phần cơm đang được chia ra để lát xíu khoảng 2 giờ sẽ phát đây các bạn ạ. Đậu que xào này các bạn. Vẫn là những cái món quen thuộc, tép ram, sườn, thịt kho trứng, cá hú, cá lóc, cá rô, cá thu, cá điêu hồng, mắm trưng, đậu que xào tôm và thịt kho tàu. Bên đây là thịt kho măng, bên đây là gà, sườn. Rồi, các bạn hãy đón xem vào clip vào chiều nay nhé. Chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì Tuấn Dương sẽ cùng với cô Tư và các thiện nguyện viên cùng với một cái đoàn từ thiện khác, cũng không phải là đoàn từ thiện mà đây là một cá nhân. Cá nhân anh này thì theo như cô Tư nói thì vợ của anh nằm ở trong bệnh viện điều trị ở nhà thương Chợ Rẫy. Vợ anh thì cũng đã mất rồi, do bệnh tật thì không cứu được. Mà hôm trước thì cái lý do mà anh phát tâm từ thiện để làm một cái chương trình này thì hôm nay sẽ tặng là 350 phần quà rất là giá trị. Thì 350 phần quà này để giúp những cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy có được những các cái phần ăn ngon để chống chọi với bệnh tật. Thì lý do anh biết ở đây thì cũng không phải là anh xem YouTube các bạn ạ. Không phải là anh xem YouTube mà anh đưa vợ đi điều trị ở trong bệnh viện. Thì anh thấy mọi người đi lấy cơm Thì mới hỏi là lấy cơm ở đâu. Bệnh nhân họ mới chỉ ra quán của cô Tư. Thì chính vì vậy nên là đây là anh phát tâm từ thiện tặng những các cái phần quà gồm có là đây là mì, mỗi người một cái gói mì cung đình này, rồi sữa tươi này, đây các bạn, đây sữa đây, sữa rồi nước suối, có tặng bánh mì không cô? Sữa này, đó, rồi bánh mì này, rồi cơm này. Nói chung là cái phần này rất chất lượng, còn chất lượng hơn cái phần vẫn phát mỗi ngày. Tức là chất lượng hơn ở chỗ là nó có thêm cái tô mì này nữa để cho bà con được ăn. Và thưa cô là tại sao anh ấy lại cái này của món quà này của ai ấy, thưa cô? Của anh Thế ở quận 8 đó con. Anh Thế ở quận 8. Anh lúc trước anh có nuôi bệnh đó, rồi anh biết quán cơm cô. Dạ. Chứ anh cũng có coi gì trên YouTube. Dạ. Mà tại vì anh biết là quán cơm cô hay phát từ thiện đó. Dạ. Thì anh muốn là anh từ thiện cái này nè để hồi hướng cho vợ ảnh. Dạ rồi, con cảm ơn cô.
Thì đang đợi anh để lát xíu anh qua rồi còn đợi bánh mì nữa đây. Bánh mì tới rồi các bạn ơi. Đó, bánh mì hôm nay tới hơi trễ nhé. Đây bánh mì tới rồi. Ủa vậy là phải chở chuyến nữa hả em? Đây có đủ không? Sao em? Đây có mấy chục cái thôi, nó đang nướng trong lò. Ờ, đang nướng trong lò á. Rồi rồi, lấy để anh còn phát sớm. Đây các bạn, đây đây có chuyển bánh mì tới này. Đó. Bánh này để được mấy ngày chị? Bánh này để được 4 ngày. 4 ngày. Thì em để 10 ngày xong em ăn được không? 4 ngày thôi đúng không? Dạ. Tính xin ổ bánh mì mang lên máy bay ăn á. Đây ổ bánh mì này cô nói là để được có 4 ngày thôi các bạn ơi. Các bạn nếu mà nhận được bánh mì này thì bà con mình ăn trong vòng 4 ngày nhá, đừng có để 10 ngày. 10 ngày là không có để được đâu. À, chỉ để được 4 ngày thôi. Đó. Còn là hôm nay cái buổi phát cơm này của gia đình chú Thế ở bên quận 8. Vợ của chú cũng nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nhưng mà vợ của chú mất rồi. Do không chữa khỏi và do là hôm trước chú có hỏi những người đi nhận cơm ở đây là xin cơm ở đâu thì mọi người mới nói là địa chỉ phát cơm ở đây, nên hôm nay chú ra chú ủng hộ. Chú cũng là có vợ nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà vợ điều trị nhưng mà không qua khỏi, mất rồi. Nên là hôm nay chú phát tâm để chú tặng cái bữa cơm này giúp bà con cùng cảnh người bệnh với nhau. Bây giờ đang đợi chú tới đã. Giờ chú tới rồi sẽ phát. Thì hôm nay bà con pha nhận là còn có thêm mì nữa cơ. Còn có thêm mì nữa. Bà con ai có khẩu trang thì đeo vô nhá, đeo vô giúp con đi. Anh trai có khẩu trang đeo vô anh. Đeo vô ạ. Đây giờ bà con thì đang xếp hàng rất dài để đợi sẽ nhận cơm ngày hôm nay các bạn. Bà hôm nay có đi nhận quà không bà ơi? Bà có đi nhận quà không? Vậy bà ơi, bà xem xe tiến lên đâu chứ để đây kẹt xe mất bà ơi. Anh ơi lên. Các chị gái ơi, chị gái đứng lên trên đường đi, em kẹt xe chị ạ. Chị đứng lên lề đi chị. Rồi, bà còn rất là đông. Đây còn có xích lô này của ai đây ta? Ở chú xích lô nào ơi, để xe đây kẹt xe đó. Lô xin đồ nhưng mà để thế là kẹt xe. Quá trời đông luôn. Đây em kìa. Đây một cái nữa. Rồi, cô nhận đây lần nào chưa thưa cô? Chưa á. Nay nhận còn có thêm, mỗi người có thêm tô mì nữa. Bánh mì, sữa, nước suối, cơm và có thêm một tô mì nữa. Cái món quà này là một chú, là chú ấy có vợ mà ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, trước nằm bệnh viện Chợ Rẫy nhưng mà vợ mất rồi. Nên là hôm nay chú phát tâm là chú phát 350 phần vừa cơm, bánh mì, sữa, nước suối và mì ly cho các cô chú. Để chúc các cô chú là mau hết bệnh. Nói chung là mình còn cái tính mạng mới quan trọng. Đấy, sức khỏe là quan trọng. Dạ. Bệnh chú ở đây luôn. Dạ. Cô cũng bệnh luôn đúng không? Rồi. Thôi mình đứng xếp hàng giấy phiếu, còn mấy đây là bệnh nhân thì ưu tiên để cho họ nhận trước. Em cũng bệnh thì thôi em đứng luôn đây. Đứng luôn đây. Bà con cứ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Bỏ này đứng dài quá rồi, chứa hàng ta đây rồi. Mày cứ ngồi theo hàng đi ạ. Mình ơi, mình đứng sau anh ơi, ra sau đứng sau giùm em. Yên tâm, bọn em còn phiếu là còn phát thì yên tâm. 350 phần không sợ thiếu đâu. Wow, mổ nguyên thế này luôn. Dạ, cô cũng mổ sọ não luôn. Nguyên đó. U não. U não và người ta lấy sầu hết rồi bác.
lấy sọ ra hết rồi. Dạ. Chưa có xẹp cái này đâu, xẹp cái này xong người ta ráp nó. À xẹp xong mới lại ráp tiếp. Dạ dạ. Vâng. Dạ dạ. Thế bác ở đâu? Ở Đạ Hoai Lâm Đồng á. Ở Đạ Hoai Lâm Đồng. Dạ. Bác cũng bệnh nhân à? À thôi bệnh nhân thì cứ lên đây lát xíu phát phiếu trước. Được rồi. Đó, quá trời đông luôn này các bạn ơi. Rồi vừa ăn. Rồi cho vô. Có cái sọt không? Và em chở sọt nữa chứ không có đủ. Trời ơi. Chưa có con. Sáng ngày qua chắc bị trước. Chú ơi, tại vì biết sao không? Nay sáng nay mình anh trễ quá. Trễ gì? Anh kêu rồi nó lo là em đi. Không không. Cái nhẹ đậu anh kìa. Không qua không. Không đi. Rồi đây là gia đình của chú Thế bên quận 8 là tài trợ nhá. Đây là cơm bánh mì sữa nước suối. Rồi cảm ơn. Đưa phiếu bên kia. Anh ơi đi qua bên đường, qua bên cây đường nhận phiếu. À anh Thế à? À rồi rồi anh vô đi. Vậy cô Tư đưa cho anh phát này cô Tư. Người ta nói với cô Tư không nói với anh nên anh không thể biết được. Anh đâu biết mặt đâu. Bánh ngọt qua bên kia. Bà con nhận đủ nha. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối và mì ly nhé. Rồi bà con xếp hàng vô, có phiếu thì xếp hàng vô. Ai nhận rồi thì thôi. Rồi cô cứ để đỡ đó đi cô. Rồi chị thấy nhận này có thấy vui không chị? Cái chú này nằm chung hả với nhau tôi nè. À dạ. Chết tôi có chứng kiến luôn. À dạ vâng. Rồi thôi chúc gia đình cô nhiều sức khỏe nhá. Chúc bệnh nhân mau khỏi. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn. Dạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn chú áo trắng, cảm ơn gia đình chú này. Mình cứ đi từ từ thôi chị, đi từ từ để nhớ lấy đủ đồ. Chị đi chen ngang thế là không có đủ đồ cho chị đâu. Rồi, để lấy luôn, đó, rồi. Bà con đi theo hàng nhá, không có vượt lên trước, ai cũng có. Đi chậm thôi, bọn con còn phát đủ đồ, không có đi là thiếu. Rồi, đủ rồi, cô bước tới đi cô. Rồi bà con mang khẩu trang vô nhá. Chú ơi mang khẩu trang vô, có khẩu trang mang vô. Đeo khẩu trang vô anh ơi. Đây gia đình chú Thế thì trực tiếp phát. Dạ. Đây, huy động thêm mì ra để tặng. Rồi, cảm ơn chị gái nhá. Rồi, cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô nhá. Rồi chúc người nhà mau hết bệnh. Bà con đi vòng ra sau xếp hàng giùm em. Con đi vòng ra sau xếp hàng giùm con đi ạ. Bà con đi vòng ra sau xếp hàng giùm con. Tới đi ạ. Rồi. Dạ. Phúc ơi.
Rồi bà con vòng ra sau nhận cơm, nhận bánh mì, sữa, nước suối và mì ly. Cô ơi, cô đi đây đây đây, ở trong này cô. Ra đủ rồi cô. Rồi. Cô nhận đi cô. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối, mì ly. Rồi cô đi nhá. Chúc cô mau khỏi bệnh. Em gái là mổ não à? Ờ rồi, em đi đi em. Rồi mau hết bệnh chú nhá. Tiếp đi chú Tư ơi, phát tiếp đi. Đông người bên này, đông người bên kia, cứ chia thoải mái đi. Trong đấy em đưa phụ bánh mì cho chú nhá. Mọi người đưa phụ cơm bánh mì cho gia đình phát. Đưa phát phiếu luôn. Rồi cảm ơn cô nhá. Rồi. Anh ơi đi vòng đằng sau. Có phiếu chưa? Có phiếu chưa? Có phiếu qua bên đường nhận. Qua bên đường nhận phiếu giùm em. Bà con đi vòng đằng sau. Bà con đi vòng đằng sau xếp hàng giùm con. Đi vòng đằng sau xếp hàng giùm con nhá. Ai chưa có phiếu qua bên đường xin phiếu. Rồi mời bà con qua đây nhận cơm. Rồi cảm ơn cô. Rồi đứng cuối hàng anh ơi. Đi vòng ra đứng cuối hàng giùm con nhá. Rồi đi vòng ra đứng cuối hàng. Rồi bà con nhanh tay để người sau nhận tiếp nhá. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối, mì ly. Rồi cảm ơn chú. Rồi nhận đi chị gái. Vòng ra sau xếp hàng chú ơi. Chú ơi đi ra ngoài vòng ra sau, chưa có phiếu đi qua bên đường nhận phiếu. Chưa có phiếu qua bên đường nhận phiếu. Qua bên kia đường nhận phiếu, qua bên kia đường nhận phiếu chị gái. Rồi em gái lần sau đeo khẩu trang vô em gái nhá. Rồi cô khẩu trang đâu xong đeo vô. Rồi lần sau đeo khẩu trang vô cô nhá. Lấy phiếu để vì số lượng quà là tương ứng với số phiếu phát ra nên bà con phải nhận phiếu. Đi vòng đằng sau cô. Có phiếu chưa? Đi vòng đằng sau. Rồi cảm ơn. Bà con đi vòng đằng sau đi, xếp hàng dài ra, xếp hàng dài ra. Có phiếu cho em. Rồi bà ơi bước nhanh tới bà. Bà bước tới cho người khác còn nhận tiếp. Bà con đứng một hàng thôi, thẳng hàng giùm con đi. Bà con đứng một hàng thôi, đứng một hàng thôi ạ. Rồi đứng một hàng cầm phiếu ra tay nhá. Nhận 5 món. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối, mì ly, 5 món liền. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối, mì ly nhá, 5 món, bà con nhận đủ. Nhớ nói lời cảm ơn gia chủ, đây là gia đình cô chú Phát này. Vợ chú cũng là nằm viện mà bị mất rồi nên là bây giờ chú phát tâm từ thiện tặng bà con. Đây gia đình đây là đây nhá, con trai đúng không? Cảm ơn. Đây, bé nhận đi. Ừ. Đó. Cô đi vòng đằng sau cô. Đi ra ngoài sao, có phiếu chưa? Có phiếu chưa? Chưa có phiếu thì đi qua bên đường nhận phiếu. Qua bên kia đường nhận phiếu giùm con.
ơi, đi ra ngoài chú. Dạ được rồi cô chờ xíu. Còn mì bưng ra đi. Còn mì bưng mì ra. Dạ vâng, đủ rồi đấy chú, 5 món là đầy đủ luôn. Rồi để mì đây, để xuống em. Rồi bà ơi. Rồi, bà con nhận đầy đủ cơm, bánh mì, sữa, nước suối. Mì ly. Sang bên kia đường em. Bà con qua đường nhận phiếu nhá. Đi qua bên kia đường nhận phiếu cô. Qua bên kia đường. Rồi để xuống đi em. Để lên. Rồi lạnh xong rồi lưu thông đi cho người ta đi chị ơi, đừng có đứng đây nữa. Đi đâu? Sang bên kia đường nhận phiếu cô. Đi ra ngoài ngay. Cô sang bên kia đường nhận phiếu. Đi ra ngoài nhá. Sang bên kia đường nhận phiếu, đây không có đâu cô. Không mà, người nào không có phiếu anh đẩy ra nha. Nó vô, đi đằng kia, qua đi. Có phiếu không? Không có phiếu, đi bên kia. Qua bên kia đường. Bà con ai có phiếu cầm ra tay nhá, ai không có phiếu mời ra ngoài ngay. Bà con cầm phiếu ra tay nhá, ai không có phiếu ra ngoài ngay. Bà con cầm phiếu ra tay nhá. Người có phiếu ra đây nè, cứ nói đu vô dần. Bà con cầm phiếu ra tay nhá, ai không có phiếu qua bên kia đường nhận nhá, đừng có đứng vô hàng khi mà chưa có phiếu. Rồi cứ đứng sát vô vậy đó cho xe ta ra vô. Những phần quà rất chất lượng nha các bạn. Đi vòng ra sau xếp hàng. Đứng sau lưng xếp hàng giùm. Rồi nhanh bước. Dạ. Chị ơi chưa có phiếu. Bây giờ em hướng dẫn chị nha, đi sang bên kia đường nhận phiếu rồi mới lấy cơm. Đi ra ngoài. Dạ rồi. Rồi chú chờ xíu. Cứ bình tĩnh từ. Đứng sát vô tường giùm con. Bà con cầm phiếu ra tay, đứng sát vô tường nha. Rồi. Món quà này là của cái chú, gia đình chú đây là trước vợ cũng nằm bệnh viện Chợ Rẫy mà vợ mất rồi. Nên là chú phát tâm từ thiện để cầu cho cô là được ra đi bình an. Đó, mình nhận cơm, mình biết nên nói lời cảm ơn với gia đình người đã khuất nhá. Dạ. Đây là con trai cô đây này. Chú kia là chồng, đúng rồi, rồi gia đình đấy. Trước cũng nằm bệnh viện Chợ Rẫy mà không có chữa khỏi. Cơm với nước suối nhận chưa? Sau lưng ngơ đấy.
Rồi đi vòng ra sau các cô ơi, đi vòng ra sau xếp hàng nhận. Các cô chú đi vòng ra sau xếp hàng nhận giùm con nhá. Dạ. Cô đi vòng ra sau xếp hàng nhận, cô vòng ra sau. Mình đi vòng ra sau xếp hàng nhận đi các cô chú. Rồi nhanh bước chân, nhanh chân bước tới cho người khác. Quá trời đông luôn các bạn ơi. Chú ơi, chú có phiếu chưa? Chú có phiếu nhận quà chưa? Chưa. Chưa, mời chú sang bên kia đường. Sang bên kia đường gặp chú áo đen kìa, xếp hàng kia để nhận phiếu. Thì mình còn nữa hả? Dạ, tới hôm nay là hết rồi, em nghỉ đi Hà Nội một tháng nữa em vào rồi phát đó, tiếp. Hiện giờ nè. Hết rồi, tới đây là hết rồi. Bà con đứng vô hàng nha, đứng theo hàng cầm phiếu ra tay. Đứng ra hàng cầm phiếu ra tay, nhớ nói lời cảm ơn người tặng quà. Dạ, dạ. Bà con cầm phiếu ra tay nhá, nhớ nói lời cảm ơn người tặng quà. Họ cũng là những người bệnh nhân như mình thôi. Em gái có phiếu chưa? Em có phiếu nhận quà chưa? Chưa có thì em sang bên kia đường gặp chú áo đen. Đi qua bên đường lấy phiếu. Đi qua bên đường, anh có phiếu chưa anh? Chưa có phiếu, qua bên đường kia đường nhận phiếu nhá. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô ở đâu lên? Qua bên kia đường nhận phiếu. Cây lậy lên. Cây lậy cô cây chết trời. Dạ dạ. Đây đây đây, đi qua bên kia, lạnh nhỏ phiếu. Gặp trò, nói đi. Rồi, cơm bánh mì sữa nước suối. Cảm ơn cô đi đi ạ. Rồi đứng nguyên đấy chị, đứng nguyên đấy, cô đứng vô hàng. Đi vòng ra sau. Đi vòng ra sau, đứng vô hàng giùm em, chú Phúc phát đi, chú Phúc ơi, đứng vô hàng giùm em anh, một hàng thôi ạ, một hàng thôi, chú đứng lên, một hàng thôi giùm em đi các anh chị ơi, một hàng thôi, cầm phiếu ra tay nhận quà, một hàng thôi ạ. Rồi cứ đứng nối đuôi vô, một hàng thôi. Qua bên kia đường lấy phiếu nha anh em. Qua bên đây nhận mì, một bên nhận mì bên lấy phiếu. Con đi sang nhận đi, bà con sang nhận cơm, nhận quà xíu nữa, nhận quà xíu nữa nhá, nhận quà chờ xíu nữa. Rồi bà con qua đi. Chú Tư ơi, phiếu phát hết chưa? Còn bao nhiêu phiếu? Vâng, đúng rồi. Còn 100 phiếu, 70 phiếu nữa. 50 với đây, 60 phiếu. 75. Rồi chú phát luôn, đứng im tại chỗ nhá, phát luôn đứng im tại chỗ, chú phát đi. Phát đứng im tại chỗ, khi nào em bảo đi mới đi nhá. Rồi mình cứ đứng im tại chỗ, có phiếu là có quà. Nhận cơm, bánh mì, sữa, nước suối và mì ly. Món quà này của gia đình anh Thế ở quận 8, là vợ anh trước cũng điều trị bệnh viện Chợ Rẫy nhưng mà mất rồi, nên là anh làm bữa cái phần này để hồi hướng công đức cho vợ. Thì hôm nay gia đình vợ con và người nhà anh Phát đó, bà con nhận quà nhớ nói lời cảm ơn gia đình người ta. Bà con đứng im, cứ đứng im đấy. Cứ đứng im nha, con đi đã. Chú Phát đi. Đây chú Tư đang phát nốt những cái phần phiếu còn lại. Rồi chị đi dần lên chị. Chị đi dần lên. Rồi mình đi từ từ đi chú. Rồi mình đi từ từ lên chị ơi. Rồi mình đi từ từ lên ạ. Rồi bà con mới ra đứng cuối hàng, mới ra thì đứng cuối hàng.
Bà con mới ra đứng cuối hàng nhá. Rồi, đi ra ngoài đứng cuối hàng. Đứng cuối hàng, rồi. Thì đi đi ạ. Rồi, chưa có phiếu, đứng dừng lại đây sẽ có người phát. Rồi, đứng vào hàng đi ạ. Cơm, bánh mì, sữa, nước suối. Quá trời luôn. Qua bên kia đường. Qua bên kia đường. Chưa có phiếu qua bên kia đường chị ơi. Rồi bà con nhận nhớ nói lời cảm ơn nhá, tri ân đến những người tặng quà mình. Qua bên kia đường nhận phiếu cô, qua bên kia đường. Anh trai đi sang bên ngoài, đây là nơi phát quà nhá, không đứng vào đây. Nhận phiếu qua bên kia đường. Nhận phiếu bên kia đường nha bà con. Bà con nhận quà nhớ cảm ơn nha. Nhớ cảm ơn những người đã gửi. Đứng vô một hàng, đứng thẳng vô để cho người khác còn đứng. Rồi, nối đuôi vô, đúng rồi. Món quà này của gia đình chú này là vợ cũng điều trị bệnh viện Chợ Rẫy mà bị mất rồi, nên là hôm nay chú làm cái phần quà này để hồi hướng công đức cho vợ. Gia đình vợ với con với người thân đang phát đó, nên các cô chú nhận cơm thì cảm ơn họ cho họ đỡ buồn nhá. Đây con trai đây này, cậu con trai đó. Dạ, còn kia là chú chồng rồi gia đình nữa. Mình cảm ơn cái động viên cho họ ấm lòng. Anh chồng kia đang phát đấy, mặc áo trắng ấy. Rồi đứng nối đuôi thôi chị. Cứ đứng bình thường, không phải vội. Đã có phiếu đứng im lại, không đứng, chỉ đứng im lại. Chỉ đứng im lại, không vội. Đứng nối đuôi vô. Mình không phải vội, đừng làm như thế, tranh cái. Đứng thẳng dưới em. Đây, cô đứng lên đây. Nào, cô đứng vào hàng, đứng im. Rồi, cứ có phiếu là có quà. Cứ đi từ từ thôi, không phải tranh nhau. Chú đứng xích vô chú. Chị đứng xích vô, anh đứng xích vô cho lối đi ở trong hẻm. Mình nối đuôi vô các anh chị ơi, đứng nối đuôi vô. Đứng dối vô đây. Không có phiếu, qua bên kia đường xin phiếu. Qua bên kia đường xin phiếu. Hết phiếu thì thôi, hết phiếu mời cô đi ra ngoài luôn dùm con. Rồi ai có phiếu đứng nối đuôi vô ạ. Rồi bà con cứ cầm phiếu ra tay nhá. Nhận cơm, bánh mì, sữa, nước suối. Đứng vô cuối hàng anh. Hết phiếu thì thôi ạ. Vì dạ hết phiếu là thôi chứ làm gì còn đâu đó. Hết phiếu là hết quà vì 350 phần tương ứng với 350 phiếu. Mà hết phát phiếu rồi thôi bà con đi về đi ạ, giải tán. Cảm ơn bác áo tiết dùng. Ủa có phiếu trong chỗ hàng đứng đây. Đúng rồi. Cảm ơn lại bác áo tiết dùng nha. Bác áo tiết hôm nay là tính là khác. Bác áo tiết. Rồi. Rồi hết rồi. Hết hả? Rồi, còn mấy người này không? Rồi, hết rồi luôn hả? Còn cái gì nữa đâu, còn ai có phiếu trong tay? Có phiếu à? Phiếu này phát ở đâu cô? Vậy bây giờ hết rồi, cho con xin lại đi. Rồi, cho xin lại đi, hết phiếu rồi. Cho hết phiếu, xin lại đi. Hết rồi. Không phải. Nhưng mà bây giờ hết phiếu rồi, hết cơm rồi. Dạ. Rồi hết rồi bà con giải tán, hết rồi xin lỗi, hết quà rồi, hết cơm rồi. Một tháng sau nữa phát tiếp. Chú ơi bây giờ xin lỗi vì hết rồi, không còn nữa. Không phải, cái này của chú. Dạ hết rồi, các cô chú giải tán đi, hết rồi. Thì đây là một thành viên trong gia đình mà cô chú hồi nãy mới phát cơm. Dạ thưa cô có thể giới thiệu dùm con chút xíu là sao gia đình mình lại làm cái chương trình này không thưa cô? Cô nói lớn mà lãng tay. Dạ, tôi là làm việc từ thiện này để chia sẻ với... Bà nói lớn lên dùm con, bà nói to lên. Bà cứ ngồi. Đâu đấy, nói lớn lên.
Anh chị, đây là mẹ của cô Hòa đã mất. Và hồi nãy bà cũng có tham gia phát quà, thì Tuấn Dương sẽ hỏi chuyện là tại sao gia đình lại phát tâm từ thiện làm cái chương trình này. Dạ, con chào bà ơi, vậy thì cô Hòa là mắc bệnh gì đấy thưa bà? Dạ, con tôi bị coi như bạch cầu cấp. Dạ. Bạch cầu cấp. Ung thư máu. Vậy thì cô chữa bao lâu mà không khỏi thưa bà? Một tháng 22 ngày. Một tháng 22 ngày. Dạ, cô thì còn được mấy người con thưa bà? Được 2 người con. Cháu đầu là cháu ngại. Với tôi. Con gái. Coi như con gái tôi á, là coi được 2 người con. Cháu thứ nhất á, là Nguyễn Lưu Bảo Ngọc, cháu đang học lớp 8. Dạ. Còn cháu thứ hai là Nguyễn Lưu Bảo Minh. À, cháu Bảo Minh. Nguyễn Lưu Bảo Minh, cháu học lớp 5 và nghỉ hè cháu lên lớp 6. À, dạ. Và còn đây là ai thưa bà? Đây là bà nội, tức là bà đẻ ra chồng của Lưu Thị Hòa là Nguyễn Thanh Thế. À, dạ. Thế bà là người cũng Thanh Hóa hả bà? Vâng, tôi quê ở Thanh Hóa, dạ. Quảng Xương. Quảng Xương, Thanh Hóa. Quảng Xương, là Thanh Hóa. Vâng. Con cũng rất là, trước tiên là buồn với gia đình. Vâng. Thứ hai là cũng rất là cảm ơn gia đình đã tổ chức cái buổi phát quà này để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là cùng cái cảnh mà nằm viện với nhau thì mới dễ thương nhau. Một, nói chung là một những cái bữa cơm này thì giúp bà con bớt đi cái khó khăn. Vâng. Dạ. Con cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe. Vâng. Dạ. Cảm ơn bà. Rồi bà nội có muốn nói gì không? Bà nội chia sẻ chút xíu đi ạ. Vậy cô nằm viện thì trong cái thời gian đấy thì bà có suy nghĩ gì không? Thì trong thời gian con nằm viện mình cũng muốn trông cho nó khỏe mạnh, cho nó mau hết bệnh, chứ không có muốn nó qua vậy. Thì giờ mà cũng buồn lắm. Rồi thôi bà, có gì bà dáng động viên chú với các cháu để vững tin lên thôi. Thì nhiều khi cái gì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng không có vượt qua được thì cũng đành phải chấp nhận vậy. Tôi thì ở Tây Ninh. Dạ. Con bệnh rồi xuống đây ở trong lúc nó bệnh mình ở nhà đựng cơm nước cho cháu cho rồi nó qua rồi ở luôn tới nay chưa, không có về Tây Ninh. Ở đây cũng lo cơm cho con cho cháu. Thôi bà cứ ở đây bà động viên chú với giúp các cháu nữa, có hai bà cũng đỡ. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nhé. Dạ, chúc bà sức khỏe. Rồi con nhớ ngoan nhá. Dạ. Hôm nay phát quà con có vui không? Dạ vui. Ừ, rồi nhớ bây giờ nghe lời ba, nghe lời chị, rồi nghe lời các bà nhá. Dạ. Chú chúc con mạnh khỏe và học giỏi. Rồi dễ thương quá à. Gia đình phải là hôm nay mới làm từ thiện. Dạ. Mà trước á, là gia đình làm rất nhiều lần từ thiện rồi đó. Dạ. Chứ không phải là không, đến bây giờ là không phải là đến bây giờ mẹ Hòa nó bị như vậy mà vâng. Gia đình mới nghĩ ra làm từ thiện đâu. Vâng. Làm từ thiện từ trước. Dạ. Cháu đã từng đi phát quà cho những em, những bạn học sinh mà nghèo. Vâng. Tiếng tốt cùng đi với ba. À. Rất là nhiều. Dạ. Vâng. Thì hôm con cũng thấy là vô tình là như này. Thấy chú tới đây thì chú nói với cô Tư bảo là vì là vô tình chú thấy là những cái người bệnh nhân trong đó họ ra họ nhận được những cái phần cơm, phần quà. Thế mà người ta ăn người ta khen ngon và người ta nói là sao chất lượng quá. Thế là chú mới, người ta mới hỏi thăm. Chú mới hỏi thăm thì ra đây chú biết cái địa chỉ này rồi chú mới muốn là để tặng cho bà con. Đấy thì con theo con biết là như thế. Dạ. Tôi tin chắc rằng con tôi không phải đây là làm lần thứ nhất đâu. Dạ. Mà sẽ còn nhiều lần nữa. Dạ. Rồi con cảm ơn bà. Dạ.